bạn, mình tên là Nguyễn Hà Trà My, một học sinh của trường trung học Vinschool Central Park. Là người Việt Nam, chắc hẳn ai cũng đã từng một lần nghe tới tên của Bác Hồ, người anh hùng giải phóng dân tộc, là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Suốt cả cuộc đời mình, người luôn vì dân, vì nước, đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trong kho tàng tri thức quý giá mà người để lại cho toàn đảng, toàn dân ta, điều có giá trị lớn nhất chính là tư tưởng của người. Để hưởng ứng cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2023 với chủ đề Bác Hồ trong trái tim em, mình xin được chia sẻ tới các bạn bộ sách Bác Hồ tấm gương sáng mãi. Bộ sách gồm những câu chuyện bình dị về Bác được sưu tầm tại các nguồn sách, báo, tạp chí và được biên soạn bởi tác giả Đỗ Bảo Ngân và xuất bản bởi nhà xuất bản Thanh Niên, gồm có 5 quyển sách với các chủ đề khác nhau như tiết kiệm, giản dị, liêm chính, khiêm tốn và Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng. Mỗi quyển sách là một chủ đề riêng kéo dài khoảng 80 trang, bao gồm nhiều mẫu chuyện nhỏ kể về cuộc đời rất đỗ bình thường và giản dị của Bác mà vẫn thể hiện tầm vóc nhân cách lớn của Bác và chứa đựng một tình yêu thương bao la đối với các thế hệ của người Việt Nam. Từ những cụ già tới các em thơ, từ những anh thương binh tới những người chiến sĩ ngoài tiền tuyến, từ miền núi đến miền xuôi. Thông qua các câu chuyện kể, chúng ta càng thấy rõ tấm lòng của Bác đối với đồng bào, đồng chí. Cho dù làm bất cứ việc gì, Bác cũng đặt lợi ích của nhân dân lên trên cả. Dù ở thời đại nào, mỗi bài học rút ra từ những mẫu chuyện của Bác vẫn giữ nguyên giá trị văn hóa, tính giáo dục và tính nhân văn cao cả. Vì thời gian có hạn nên trong khuôn khổ và chia sẻ của mình thì mình sẽ điểm qua một vài thông tin về toàn quyển sách. Đến với Bác Hồ với thiếu niên nhi đồng, các bạn sẽ bị ấn tượng ngay với những câu chuyện thể hiện tình cảm của Bác với thiếu niên nhi đồng. Trong số đó, câu chuyện Bác Hồ đến với các cháu mồ côi tại trại Kim Đồng kể về một lần Bác tới thăm trại trẻ mồ côi Kim Đồng. Bác ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, học tập, điều kiện sinh hoạt của các cháu thiếu nhi. Bác nói chuyện khích lệ, động viên các cháu cố gắng chăm ngoan, học giỏi. Bác góp ý nhẹ nhàng và sâu sắc đến các thầy cô, để nên yêu thương các cháu hơn nữa, dành cho các cháu các tình cảm gia đình, để đi xa các cháu nhớ, ở nhà các cháu vui. Nội dung thứ hai của bộ sách chính là liêm chính. Liêm chính là đức tính còn có ở mỗi con người và cũng là phẩm chất của một người cán bộ khi thi hành công vụ. Quyển sách Bác Hồ tấm gương sáng mãi, liêm chính sẽ giới thiệu đến các bạn những câu chuyện kể về sự liêm chính của Bác cũng như cách Bác dạy cán bộ, đảng viên về sự liêm chính. Bác chỉ ra cho chúng ta thấy rằng các cán bộ, đảng viên muốn được quần chúng yêu mến là phải có là những người có tư cách đạo đức. Liêm là trong sạch, luôn luôn tôn trọng, giữ gìn của công, của dân, không tham địa vị, tiền tài. Chính là thẳng thắn, đúng đắn. Người cán bộ, đảng viên cho dù ở bất cứ cương vị gì, ngành nghề nào cũng cần phải giữ được sự liêm chính của mình. Hãy cùng đến với quyển sách thứ ba nào. Khiêm tốn là một trong những đức tính quan trọng của con người. Người khiêm tốn thường biết mình, hiểu người, không tự mình đề cao vai trò, ca tụng chiến công của cá nhân và phải biết sống một cách nhún nhường, không khoe khoang. Đọc từng câu chuyện thì các bạn sẽ nhận ra đức tính khiêm tốn của Bác đã thể hiện ngay trong đời sống, từ cách ăn, cách nói, cách mặc đến những cách viết và cách tiếp xúc của Bác với quần chúng. Tuy là chủ tịch nước nhưng quần áo Bác mặc thường ngày chỉ là một bộ kaki màu vàng, bộ bà ba nâu đối với đôi dép cao su. Mặc dù có công lao rất lớn nhưng người không để ai sùng bái cá nhân mình mà luôn nêu cao sự nghiệp anh hùng của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta. Có ai đó đã từng nói, chúng ta không thể trở thành Hồ Chí Minh, nhưng chúng ta có thể học được ở người những đức tính cao đẹp. Đối với mỗi người Việt Nam, trong tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thì đức tính giản dị là điều mà chúng ta có thể dễ nhận thấy và dễ học hỏi ở người nhất. Quyển sách Bác Hồ tấm gương sáng mãi giản dị sẽ giới thiệu đến các bạn những câu chuyện kể về đức tính giản dị của Bác. Dù ở cương vị nào thì Bác Hồ vẫn là một người yêu lao động, không ưa chuộng những nghi thức cầu kỳ, suốt đời vẫn giữ một nếp sống là thanh bạch, tao nhã và giản dị. Tất cả đều được thể hiện trong lối ăn, lối mặc của người. Và cuối cùng chúng ta hãy khám phá một chủ đề vô cùng thiết thực và luôn được nhắc tới ở mọi nơi, tiết kiệm. Tiết kiệm là đức tính cần có mỗi con người và là một trong những nội dung luôn được Bác rất mực coi trọng. Trong suốt thời gian mà lãnh đạo sự nghiệp cách mạng, Bác luôn nhấn mạnh vai trò và tầm ý nghĩa của tiết kiệm trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn của đất nước ta. Bác cũng là một người có một cái tấm gương lớn về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí. Bác thường căn dặn mọi người thực hành tiết kiệm từ những cái nhỏ nhất, không xa xỉ, hoang phí, bừa bãi và phô trương hình thức. Tuy nhiên, theo Bác, tiết kiệm cũng không có nghĩa là việc đáng làm thì cũng không làm, mà việc đáng tiêu thì cũng không tiêu. Tiết kiệm là cốt lõi để giúp tăng gia sản xuất, mà tăng gia sản xuất là để nâng cao mức sống của người dân. Những mẫu chuyện kể về đức tính giản dị, tiết kiệm của Bác thực ra rất đổi bình thường. Những điều bình thường ấy lại không hề làm cho Bác nhỏ đi, mà trái lại, điều đó làm cho Bác trở nên vĩ đại.
Các bạn hãy nhớ tìm đọc cuốn sách này để tìm hiểu kỹ hơn bác Hồ nhé. Khi mà mình chưa đọc quyển sách này thì trong một lần ghé thăm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, mình không thể hiểu được tại sao đôi dép của bác Hồ lại được trưng bày một nơi trang trọng như vậy. Nhưng sau khi đọc quyển sách thì mình đã hiểu được hình ảnh đó với bác Hồ, thì mình cảm thấy mình rất là xúc động. Câu chuyện đôi dép của bác Hồ có ý nghĩa vô cùng lớn lao và nhắc nhở cho chúng ta rằng phải biết nâng niu trân trọng những giá trị của cuộc sống. Hình ảnh người bước đi ung dung, thường thái với đôi dép cao su giản dị mà vẫn toát lên vẻ uy nghiêm lạ thường, lúc nào cũng khiến cho chúng ta phải ngưỡng mộ. Bác Hồ là tấm gương soi sáng cho con cháu chúng ta noi theo trên hành trình hoàn thiện nhân cách và tri thức để cùng nhau xây dựng một đất nước Việt Nam giàu đẹp. Thông qua những câu chuyện nhỏ, mình đã rút ra cho bản thân mình rất nhiều kinh nghiệm quý giá. Qua hình ảnh đôi dép cao su cho ta thấy rằng những đức tính giản dị, tiết kiệm rất là đáng quý của bác. Không chỉ vậy, nó còn chứa đựng rất là nhiều bài học bổ ích mà bác muốn dạy cho thế hệ sau này, là con cháu phải biết làm người, sống sao cho có ích cho xã hội, cho đất nước. Luôn biết quý trọng những sức lao động, mồ hôi, nước mắt của người dân. Phải luôn quan tâm tới những bản chất bên trong, chứ không chỉ là chú trọng hình thức bên ngoài, cũng như đôi dép cao su tuy cũ nhưng mãi bền vững theo thời gian. Qua câu chuyện tiết kiệm thời gian cho chúng ta thấy được trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người đều phải biết cách sắp xếp quỹ thời gian sao cho phù hợp. Dù cho việc lớn hay việc nhỏ cũng cần phải có một kế hoạch cụ thể, phải có quyết tâm để hoàn thành cái kế hoạch mình đề ra. Không chỉ vì một trở ngại nào đó mà mình làm ảnh hưởng tới người khác, và sống phải biết hy sinh cái riêng để biết quan tâm và gần gũi hơn với mọi người, tạo ra một mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhau. Ngoài thời gian trong cuộc sống, chúng ta còn phải biết tiết kiệm điện, nước và tài nguyên, vì đó không chỉ là để tiết kiệm tiền bạc cho gia đình mà là còn góp phần để bảo vệ một trái đất tươi đẹp hơn. Hoặc là những câu chuyện trong quyển sách Liêm Chính, thì chúng ta không phải là một cán bộ nhà nước thì liệu chúng ta có cần phải liêm chính hay không? Là một học sinh viên school và với giá trị cốt lõi đời cao sự chính trực, thì mình nghĩ rằng bài học về sự liêm chính của chúng mình từ trước tới nay chính là chính trực. Sống phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng, chịu trách nhiệm về những hành động của mình và luôn giữ đúng lời hứa, đề cao sự trung thực, dũng cảm, không nói không với những điều sai trái và tôn trọng, bảo vệ sự thật. Bác Hồ đã từng viết, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở các công học tập của các em. Những câu chuyện hay và ý nghĩa trong bộ sách đã làm lay động lòng người, lan tỏa nhiều đức tính tốt đẹp trong cộng đồng, giúp cho chúng ta thêm trân quý những giá trị hiện đại, những giá trị hiện tại và ra sức học tập, tu dưỡng đạo đức, cùng chung tay bảo vệ, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp và văn minh hơn, để đất nước Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc Nam Châu như tâm nguyện của bác Hồ. Đến đây là kết thúc bài trình bày của mình. Mình cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Tạm biệt.